Duy Đỗ thân ái chào các bạn. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ là Duy Đỗ đang đứng trên đường Nguyễn Thái Học và ngó trực diện bên hẻm bên kia là chợ Mỹ Bình ha. Thì hôm nay là Duy sẽ review lại ngôi chợ Mỹ Bình. Đây là một cuộc hành trình đi review các ngôi chợ miền Tây của Duy. Tất nhiên là Duy sẽ làm một bộ sưu tập để riêng cho cá nhân mình. Đồng thời Duy cũng muốn chia sẻ những hình ảnh ngôi chợ này lên. Duy cũng giới thiệu với các bạn những người con nào mà là người ở thành phố Long Xuyên mà các bạn đã từng sống ở khu vực đường Nguyễn Thái Học hay là ở phường Mỹ Bình, các bạn cũng từng đi tới đi lui ngôi chợ này, mà bây giờ các bạn ở xa thì Duy mời các bạn vào xem clip của Duy để các bạn nhìn thấy và nhớ lại những kỷ niệm dĩ dãng, những hồi ức mà xưa kia mình ở đây ha. Bây giờ Duy mời các bạn cùng đi với Duy nha. Bây giờ Duy đi thẳng vào chợ Mỹ Bình nè các bạn. Giống như những cái ngôi chợ khác thì trước cổng vào chợ thì hai bên đường người ta cũng có kinh doanh mua bán những mặt hàng ăn uống hay là những cái thực phẩm hay là những cái mặt hàng quần áo vải sợi. Đây là Duy cũng có ý là muốn nói rằng là người ta luôn luôn ở gần những ngôi chợ thì người ta là kinh doanh mua bán rất dễ dàng hơn ha. Trên đường Duy đi vô thì các bạn cũng thấy rồi, bên chợ người ta mua bán tấp nập. Ở đây cũng có bán nè, chẳng hạn như có hai em trẻ nè. Chào hai em nha. Hai em bé bán thịt ếch, ếch rất tươi, rất tốt em ha. Chúc hai em luôn luôn gặp nhiều may mắn và mua bay bán đắt nha. Còn ở đây có cô ha, bán những cái thức uống, thực phẩm, sữa đậu nành, những cái loại nước giải khát các bạn. Đây là sồi nữa. Rồi, cảm ơn chú, chúc chú luôn luôn bình an và hạnh phúc, mua may bán đắt nha chú. Rồi Duy đang từ từ đi sâu vào chợ Mỹ Bình và Duy mời tất cả các bạn cùng đi với Duy trên clip này nha. Hai là người con chợ Mỹ Bình vào xem clip của Duy nha. Wow. Duy đi gần tới chợ rồi, Duy có thấy một bên góc chợ rất là lớn các bạn ha. Cái nhà lồng chợ Mỹ Bình to và lớn lắm. Bây giờ Duy sẽ đi một vòng bên ngoài cho các bạn xem bên ngoài chợ Mỹ Bình nha. Ở bên ngoài chợ Mỹ Bình thì người ta cũng bán quần áo ha, đồ may sẵn, thời trang các bạn. Sau khi đi vòng bên ngoài thì Duy sẽ cố gắng đi vào bên trong tiêu biểu một hai con đường để cho các bạn xem ngôi chợ thân thương của mình. Cái đường mà Duy đang đi có mang tên là Phan Bá Vành. Đây là một cái tên đường, người ta cũng có thể dùng một tên của một vị anh hùng nào đó. Ở bên góc cua quẹo bên trái đây thì Duy có thấy cái đường là Thủ Khoa Nghĩa. Duy đang đi bên đường Thủ Khoa Nghĩa ha các bạn ha. Hai bên người ta bán trái cây nha các bạn. Đó, đây các bạn, nhà lồng phía sau chợ Mỹ Bình thì người ta bán những thức ăn thực phẩm tươi sống, giống như thịt cá, rau quả ha. Rồi bây giờ Duy xin đi thẳng vào bên nhà lồng bên trong này cho các bạn xem mấy cô mấy chị kinh doanh mua bán nha.
tất cả những sạp của mấy cô mấy chị bán thì có bảng hiệu hẳn hoi ha. Chào cô. Ở bên trái thì người ta bán hàng tạp hóa, hay nói chung là người Hoa hay gọi là chặt phô á. Còn ở bên đây là người ta bán hàng thịt các bạn, thịt sống. Đó các bạn ha. Rồi Duy sẽ đi thẳng ra phía sau cho các bạn xem các cô, các chị bán hàng nông sản hay còn gọi rằng là hàng rau á. Đây là cũng có một số người ta gọi rằng là bán đồ hàng bông. Rồi Duy cũng không thể thiếu một cái clip mà Duy rất thích nhất xem, đó là chợ cá ha các bạn ha. Đây hải sản. Hải sản rất là tươi ha các bạn ha, đẹp ha. Tôm ha, rồi chả cá, chào chị. Cá chả, cá thác tác. À chị ơi, thì em có thể hỏi chị tiêu biểu là em thì không thể mua được, chị thông cảm. Chẳng hạn như đây, cái này là cá này, cá gì vậy chị? À cá thác lát mình bào đó hả? Dạ. Ví dụ mình bào ra vậy bán một ký bao nhiêu chị? Một ký 150.000. À 250.000. À rồi cảm ơn chị ha, em chúc chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và mua may bán đắt hả chị ha. À chị cho biết mình trả cá thác lát là 250 một ký, bởi vì cá thác lát là loại cá rất đắt các bạn. Cho nên người ta làm chả ra thì người ta tốn kém nhiều. Ở đây là chị có bán tôm nè, ớt nè. Tôm ở đây người ta có cho những cái ống hơi oxy vào các bạn. Nè. Wow, đây con cá này bự chà bá lửa đó các bạn ơi. Cá này cái gì bự vậy cả? Rồi, đây là phía cuối của chợ Mỹ Bình. À phía cuối chợ Mỹ Bình là con đường mang tên là đường Ngọc Hân nha các bạn. Rồi Duy sẽ đi vòng phía bên trái cho các bạn xem một góc nữa của chợ Mỹ Bình nha. Góc bên đây người ta cũng bán quần áo may sẵn, còn bên trái thì bán trái cây ha, rồi có nước giải khát nữa kìa các bạn. Nhìn trái cây tươi, nhìn bắt mắt, đẹp mắt quá ha mấy bạn ha. Hello, chào anh. Anh đây là chủ thương hiệu của sạp đây hả? Wow, vậy là chúc mừng anh nha. Rồi chúc mừng anh, là chúc anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe và mua may bán đắt nha. Rồi. Yeah. Anh gửi cho clip anh xem để đấy. Dạ, chợ Mỹ Bình hả anh nha. Dạ. Vậy hả? Vậy là mình bà con, mình bắt đổ 10 á. Dạ. Rồi các bạn ơi, Duy cũng không thể nào thiếu review cái cảnh là người ta bán khô. Bởi vì Duy cũng có số bạn bè ở nước ngoài nói là rất thích xem chợ khô á. Thì Duy sẽ review cái chợ khô cho các bạn xem nha. Miền Tây là đặc thù miền sông nước, tôm cá phì nhiêu. Thì tất nhiên là số lượng cá dư thừa người ta sẽ làm khô để ăn dần. Mà làm khô ăn là một món ăn rất là đắt và khoái khẩu các bạn. Khô để chúng ta có thể ăn cháo ha. Khô có thể chúng ta để chiên ăn dần hàng ngày. Đây cái quầy khô của cô đây. Ha. Đây các bạn ghé chợ Mỹ Bình thì ghé cái quầy của cô là bà Giáo Khỏe ha, là một danh tiếng nổi tiếng ở Châu Đốc các bạn. Thì đến đây mua ủng hộ cô nha. Thôi chúc cô mua may bán đắt cô. Đó, đây quầy khô nữa nè.
Wow, khô mắm đầy đủ các bạn ơi. Mời bà con, cô bác, anh chị em nào mà người con Mỹ Bình mà bây giờ đi làm ăn xa thì vào xem clip của Duy nha. Xem ngôi chợ Mỹ Bình của mình nha. Rồi Duy sẽ đi sâu vào bên trong nhà lồng và đi thẳng lên những cái khu vực mà người ta bán quần áo, bán hàng mỹ phẩm, hàng thời trang. Đó, ở đây là người ta bán đồ quần áo may sẵn, thì các cô chị cũng có làm cái công việc là may sửa quần áo, hay là có thể là người ta mua đồ xong người ta cắt like lên like ha các bạn ha. Quần áo nhiều khi là người có cái size không dài như Duy mà mua cái quần là phải cắt khúc liền. Đó, đây là cửa hàng mỹ phẩm nè các bạn ha. Đó, rất đẹp ha. Duy đang đi giữa nhà lồng chợ Mỹ Bình mà khu vực bán đồ may sẵn, quần áo, giày dép. Ông bán thì tôi mua cái gì rồi tôi coi coi. Dạ. Dạ. Cái gì là nhiêu tiền không? Dạ, cô mua cái này, cái này. Tôi mua hết trơn luôn vậy rồi tôi coi nhiêu tiền. Dạ, hết cái này thì cái này là Samsung X9 cộng thì giá bây giờ cũng 14 15 triệu cô. Có vậy đó hả? Dạ, còn cái cây này cũng 4 triệu rồi, 3 triệu mấy 4 triệu rồi. Dạ. À, cô hỏi thì mình cũng nói thật, bởi vì bây giờ Samsung X9 cộng bây giờ thì giá mới cũng 14 15 triệu ha các bạn ha. Nhưng là mình cũng phải nói đúng giá mới cho cô chứ. Rồi đó, Duy đi cắt ngang một phần của chợ Mỹ Bình ở khu vực nhà lồng bán đồ mỹ phẩm. Đó, thì bây giờ Duy trở lại cái con đường gọi là đường Phan Bá Vành. Rồi trước khi chia tay chợ Mỹ Bình, Duy cũng không quên cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của Duy từ trước giờ, cũng như hiện tại bây giờ các bạn đang xem cái clip Duy quay về chợ Mỹ Bình. Duy cảm ơn các bạn nhiều lắm, và Duy xin các bạn cho phép Duy được tạm ngưng cái clip tại đây và hẹn các bạn clip sau. Và Duy luôn luôn mến chúc các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc, và chúc tất cả chúng ta mọi người luôn yêu thương nhau nha. Duy bye các bạn.